Xin chào các bạn, mình là La. Lần trước khi mà BTS post clip hướng dẫn 180 thì có rất nhiều bạn inbox về cho chúng mình hỏi là thế nào được gọi là đi vững được cả hai hướng. Thì hôm nay mình sẽ đưa ra cho các bạn một bài test nhỏ nhỏ để các bạn có thể tự kiểm tra xem là mình đã đi vững hay chưa. Đầu tiên thì các bạn sẽ xếp cốc như mình xếp ở đây. Khoảng cách giữa các cốc dọc là 80-90cm, còn khoảng cách giữa các cốc ngang là 101-102cm. Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện bài test để cho các bạn. Xong bài test và mình hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn tập luyện thành công.